Chào quý vị và các bạn, mình đang có mặt ở số 292 trượt 30 đường Bá Hạt. Bây giờ thì mình sẽ đi ra đường Lý Thái Tổ nha cả nhà. Đi cái hẻm bên kia thì ra phở tàu bay. Đi cái hẻm này thì cũng ra được Lý Thái Tổ. Đây là hẻm 292 đường Bá Hạt. Trong hẻm này đi rất là mát, nếu mà ai mà thạo đường các bạn thì chúng ta đi trong hẻm rất là mát. Đây, trước mặt chúng ta đang ở Lý Thái Tổ rồi đấy. Đây là hẻm 369 Lý Thái Tổ. Đây các bác đủ điện, các cái đi giao đồ đấy các bạn, bán hàng cơm trong hẻm. Đi ra ngoài này là đường Lý Thái Tổ đấy. Hẻm 399 Lý Thái Tổ. Đây là nhà thờ Bắc Hà nha các bạn. Đây là nhà thờ Bắc Hà. Rồi, chúng ta sẽ đi qua cái chỗ phở tàu bay nhé. Nhà thờ giáo xứ Bắc Hà. Giờ đang là 9:25. Bên đây là đường 3 tháng 2, trước mặt là đường 3 tháng 2 đó các bạn. Đây các bạn coi một cái người bán chuối này. Rồi thôi chúng ta, trước mặt là phở tàu bay, thôi chúng ta sẽ quay lại nhé. Giáo xứ Bắc Hà, 419 Lý Thái Tổ, phường 9, quận 10. Rồi, giờ qua đây đi. Bên đây là cái khu khám bệnh của bệnh viện Nhi Đồng 1, có cả bệnh viện Nhi Đồng 2 nữa. Ở đây thì bà con các tỉnh họ về đưa các cái cháu nhỏ về đây để khám và chữa bệnh. Vì bệnh viện Nhi Đồng là một cái bệnh viện giỏi. Là một cái bệnh viện giỏi chữa trị bệnh cho các cái cháu nhỏ, những cái bác bưu điện, bác cái đi, bác cái giao đồ. Đường Lý Thái Tổ này thì các bạn thấy là họ bán mành này, rồi mành này, rồi cái gì đấy ta, in danh thiếp, thiệp cưới, thẻ, dạ, rèm, thảm,
Đây là cái khúc Lý Thái Tổ, quận 10 nha các bạn. Đây là góc ngã tư Sư Vạn Hạnh và Lý Thái Tổ. Bác này bác làm cả cái mái tre để bác đi bán chuối này. Làm cái máy tre bác đi bán chuối như vậy thì nắng mưa thì bác ấy không ngại nắng mưa. Đó, không biết ở Mỹ hoặc ở các nước như là Pháp, Anh, Pháp thì họ có đi bán chuối như thế này không á, tức là đi bán dạo ngồi trên một cái xe này là xe Honda cải tiến thì lấy cái đuôi thôi, cái đầu thì gắn một cái khác rồi. Chúng ta đi tiếp nhé. Đây là ngã tư Bà Hạt và đường Sư Vạn Hạnh. Chúng ta sẽ đi ra đây là gặp chúng ta đi ra đây là gặp cái chùa Ấn Quang. Đây chùa Ấn Quang đây các bạn. Chúc rồi đó, cái chùa rất cao. Bây giờ thì chúng ta sẽ đi vào cái hẻm này, hẻm bên hông của chùa Ấn Quang, để đi vào chung cư Ấn Quang ha. Trong đây họ buôn mà các cái gì. Nhôm. Đây chụp từ Ấn Quang đây các bạn. Đó. Họ để xe ở phía bên phải. Vì những các cái nhà cao tầng này thì họ không có chỗ để xe. Đây, bác, chúng ta lại gặp bác bán chuối rồi. Đây quẹo vô đây. Đây là chung cư Ấn Quang đây các bạn. Đây là lô B. Bên phải là lô B. Bên trái là lô C. Đây là cái chung cư này. Nghe nói mọi người nói là nó được xây dựng lại từ Tết Mậu Thân năm 68. 68 nếu mà tính đến nay là 2018 là 50 năm rồi. Đúng không? 68, 50 năm cái chung cư này nên là nó cũng các bạn thấy là này, nó cũng xuống cấp rồi. Bây giờ thì cũng rất là cần xây dựng lại cái chung cư mới rồi. Nếu còn ở thì cũng vẫn được nhưng mà nó không có còn mới và tốt. Thì ở Sài Gòn cũng rất là nhiều các cái chung cư cũng xuống cấp. Người bác này bác bán thơm cà chua. Bán thơm. Hai trái 15. Có bao gọt không anh? Không gọt dùm đi. Gọt đi lấy hai trái. Không gọt dùm à. Nếu bác không gọt dùm thì mua cũng mua về thì rất là ngại gọt các bạn ạ. Tại vì mình phải có một cái dao thật là bén thì mình mới gọt được cái trái thơm. Còn nếu mà dao không bén thì gọt sẽ hơi khó. Đây là cái lô F, chung cư Ấn Quang, phường 9, quận 10. Bây giờ thì chúng ta sẽ đi ra đây là đường Vĩnh Viễn đó. Và video clip của Tuấn Dương thì xin phép được kết thúc tại đây. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hãy đừng quên like cho video và đăng ký kênh YouTube Sài Gòn Ngày Nay để không bỏ lỡ những tin tức mới nhất cập nhật về cuộc sống Sài Gòn. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn và hẹn gặp lại
các bạn vào những video clip tiếp theo.